Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là phút điện thoại cũ nữa đây. Thì ngày hôm nay cửa hàng lại về thêm một số máy cũ giá rẻ dành cho tất cả anh em nha. Hàng hôm nay giá dao động chỉ từ 450.000 cho tới máy cao nhất hiện tại bên shop đang có là 1.150.000 nha mọi người. Thì cửa hàng của Phước nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là 0912731033. Anh em nào ở gần thì Phước ghé qua cửa hàng Phước xem máy. Và anh em ở xa, cọc trước giúp Phước 50k Phước sẽ giao máy cho mọi người nha. Và hình thức là cọc bên shop là anh em cọc bằng card điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra thì bao cho mọi người xài 7 ngày. Trong vòng 7 ngày có vấn đề gì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả anh em nha. Và mọi người ơi, vì đã bán máy cũ với giá rẻ rồi nên là Phước không tặng kèm phụ kiện và không bao phí ship cho mọi người được nha. Phí ship cho mỗi đơn hàng là từ khoảng 35 cho đến 40 ngàn cho một đơn hàng nha mọi người. Và vì là máy cũ rồi nên hầu hết máy của Phước ở đây á mọi người, nó đã qua sửa chữa hoặc đã thay thế linh kiện hết rồi nha. Thì con nào mà nguyên zin á thì Phước sẽ báo từ đầu video luôn. Còn con nào mà đã thay thế sửa chữa rồi thì Phước sẽ chỉ mô tả sơ về tình trạng của máy thôi nha mọi người. Và vì là máy cũ và không tặng kèm phụ kiện nên ở đây Phước cũng có hỗ trợ bản sạc giá rẻ dành cho tất cả mọi người nha. Một bộ sạc Docomi của chính hãng nha mọi người. Một bộ như thế này sẽ là 60.000, bao gồm củ sạc và cáp sạc nha. Nó có hai loại, là một là Type C, một là Micro ha. Mọi người có thể mua với giá là 60.000 và lựa chọn theo đúng cái sạc mà đúng con máy mình đang sử dụng nha mọi người. 60.000 nha mọi người. Dạ rồi, thì không làm mất thời gian nhiều của mọi người nữa, Phước sẽ vào trực tiếp máy ngày hôm nay luôn. Thì đầu tiên là mã số 1 trên tay Phước là Nokia 6.1 nha mọi người. Nokia 6.1, tình trạng con này á mọi người, nứt kính. Đây, nứt kính nha mọi người. Còn lại là máy zin đẹp nha, máy nguyên zin đẹp cực kỳ luôn. Đó, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Bán cho mọi người giá chỉ 450.000 thôi nha mọi người, mua về chữa cháy nha. Đây, để mình hạ độ sáng xuống cho dễ nhìn nha. Nokia 6.1 nha mọi người. RAM 3, bộ nhớ 32GB, máy nguyên zin, pin rất là trâu luôn ha. Hay cam trước đây mọi người. Và đây là cam sau. Đó, cam trước sau rất là ok nha. Màn hình là rất là sáng và đẹp luôn, pin rất là trâu mọi người, sim sống nghe gọi Zalo Facebook TikTok là thoải mái ha. Mua về chữa cháy là cực kỳ ok luôn. Mã số 1, Nokia 6.1 nha. Chỉ nứt kính thôi, còn lại ok hết ha. Giá của nó là 450.000 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 2, thì ở đây Phước có là cái con Samsung Tab E nha mọi người. Samsung Tab E giá của nó là 550.000 nha. Con này là RAM 1.5, xin lỗi mọi người, RAM 1, bộ nhớ 8GB, Android 7 chấm ha. Mấy cái nắp đậy khay sim là mất rồi nha mọi người ha. Và con này là xài được sim sóng nghe gọi wifi ok luôn nha mọi người. Sim sóng nghe gọi 4G được, wifi ok được luôn nha. Đây, màn hình là bao sáng đẹp luôn mọi người. Đây, đã tải sẵn hết rồi nè mọi người. M, YouTube, Facebook, Messenger, Zalo tải sẵn hết rồi nha. Giá chỉ có 550 thôi mọi người. 550 thôi nha. Đây, thông tin của máy đó mọi người. Đây là Samsung Tab E nha mọi người. Samsung Tab E, RAM 1, bộ nhớ 8GB nha. Đã tải sẵn tất cả các ứng dụng rồi mọi người. Mua về là chỉ là việc xài thôi, bỏ sim sóng nghe gọi được luôn nha. Mọi người xem cam của máy thì con này là máy nguyên zin luôn nha mọi người. Nguyên zin hết nha, này cam sau nè mọi người. À, và đây là cam trước nè. Đó, cam trước sau ok hết nha. Samsung Tab E mã số 2, giá của nó là 550.000 nha mọi người. 550k mã số 2 ha, Samsung Tab E. Tiếp theo là mã số 3, thì đây mình có là cái con Sony XZ nha mọi người. Sony XZ mã số 3, RAM 3, bộ nhớ 32GB, hỗ trợ sạc nhanh Type C luôn nha mọi người. Giá của nó là 550 nha mọi người, 550 nha. Sony XZ RAM 3, bộ nhớ 32GB. Tình trạng của nó là mọi người, để kỹ giùm Phước nè. Màn bị phản quang nha, có chấm phản quang. Đó, Sony XZ nha mọi người, RAM 3, bộ nhớ 32GB, Android 8 chấm luôn nha mọi người. Cam sau nè mọi người, rất là đẹp nha, và cam trước đây cực kỳ nét luôn mọi người. Và mọi người để ý kỹ đây nè mọi người, nó bị đốm nhẹ xíu ngay góc nè mọi người thấy không. Đó, chỉ có 550 đó nha mọi người. Màn hình phản quang bị góc nhẹ xíu, còn lại tất cả các ứng dụng đều xài ok. Pin khá là ok mọi người, có hỗ trợ sạc nhanh Type C nha.
giá chỉ có 550 thôi mọi người. Sony XZ-RAM 3 bộ nhớ 32GB, máy ngoại hình zin đẹp cực kỳ luôn mọi người. Vỏ viền là quá đẹp luôn nha, mua về chữa cháy ngay gọi là khỏi bàn cãi luôn, cực kỳ mượt mà. Mua những con này là không sợ bị đóng sim 2G nha mọi người. Thì dạo này thì có thông tin là sắp sửa sẽ đóng cái sim 2G, thì mọi người tranh thủ mua những cái còn cảm ứng giá rẻ như thế này để xài thay cho những con cùi bắp ha. 550 nha mọi người, Sony XZ. Tiếp theo là mã số 4 nha mọi người, là Sony XA1 RAM 3 bộ nhớ 32GB nha mọi người. Cũng là sạc nhanh Type-C ha. XA1 cũng RAM 3 bộ nhớ 32GB. Vỏ viền rất là đẹp luôn nha mọi người. Mã số 4 giá cũng 550 luôn mọi người. Sony XA1 nha. Những dòng Sony là cam rất là nét mọi người. Người xem cam nè. Đó, cam sâu nha. Đây là cam trước nè mọi người. Cam rất là nét nha. Vỏ viền ngoại hình rất là đẹp luôn. Nguyên zin hết nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ 32GB XA1 nha. 32GB nha mọi người. Đã tải sẵn tất cả các ứng dụng hết rồi nha mọi người. Ngày hôm nay mình về khá là nhiều dòng Sony nha. Mã số 4 Sony XA1. Cũng là sạc nhanh Type-C nha mọi người. Vỏ viền là rất là đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn á. Nguyên zin luôn nha mọi người. Giá cũng 550.000 nha mọi người. 550.000 mã số 4. Tiếp theo là mã số 5, giá cũng 550.000 luôn mọi người. Đây là cũng là Sony XA1 luôn nha. Con này thì màu vàng, màu vàng đồng nha mọi người. Máy cũng rất là đẹp luôn. Và con này cũng giá 550 luôn nha mọi người. Con này để ý kỹ giùm Phước nè. Nó có một xíu cho mực tí ngay đây nè mọi người thấy không? Đó, nó chỉ có như vậy thôi nha. Máy tất cả các chức năng đều ok hết, Android 8 chấm xài cực kỳ sướng luôn mọi người. Cũng đã tải sẵn các ứng dụng hết rồi nha. Cam là cam sâu nè, quá đẹp luôn nha, cam cực kỳ nét luôn. Sony là cam rất là đẹp mọi người. Và cam trước nha. Và những con Sony lợi thế ở chỗ là nó hỗ trợ sạc nhanh hết nha mọi người, hỗ trợ sạc Type-C hết nè. XA1 mã số 5, giá của nó cũng là 550.000 luôn nha mọi người. Tiếp theo là mã số 6, thì ở đây mình có con Sony X nha mọi người. Sony X này để cho mọi người, giá của nó là 590.000. Mắc hơn mấy con kia 40 nha. Con này bản RAM 3 bộ nhớ 64GB. Cái chỗ phần loa của nó này mọi người, nó mẻ xíu nè mọi người. Đó, chỉ có vậy thôi nha, còn lại là full hết, không lỗi lầm gì hết nha mọi người. Sony X nha mọi người, RAM 3 bộ nhớ 64GB. Cam trước cam sau là siêu đẹp luôn mọi người. Cam trước nè. Và đây là cam sau nè mọi người. Đó, cam trước sau là siêu ok luôn. Vỏ viền ngoại hình rất là đẹp nha mọi người ơi. Sony X RAM 3 bộ nhớ 64GB. Con này là sạc micro mọi người ha. RAM 3 với số 4. Giá của nó là 590.000. Tiếp theo là mã số 7, là Samsung J7 Lute. Giá của nó là 750.000. RAM 4 bộ nhớ 32GB. Máy nguyên zin, vỏ viền thì có nhâm phẩy xíu nha mọi người. RAM 4 bộ nhớ 32GB nguyên zin luôn mọi người. Đây là dòng cuối cùng của dòng J7 nha. Xài rất là mượt, rất là sướng luôn. Chạy Facebook, TikTok, Zalo, app, xe ôm, công nghệ, tất cả đều ok hết mọi người. Cam trước. Và đây là cam sau nha. Đó, pin rất là ổn định nha mọi người. Sim sống nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok là thoải mái. Sau này con này là Samsung J7 Lute nha mọi người. Giá của nó là 750.000 nha. 750.000 mã số 7. Tiếp theo là mã số 8, thì đây mình có iPhone 6S bản 32GB, máy nguyên zin, mất vân tay, ai lau sạch được reset thoải mái, pin 100. Cam là siêu đẹp luôn mọi người. Cam iPhone nè. Đó, cam sau. Và đây là cam trước nha. iPhone 6S nha mọi người. Giá của nó là 790.000 thôi nha. 790k. Ai lau sạch được reset thoải mái, bản 32GB, pin 100, mất vân tay. Máy quốc tế, bỏ sim vô là xài thôi mọi người. Vỏ viền ngoại hình còn rất đẹp nha, nguyên zin luôn. iPhone 6S 790.000 mã số 8. Tiếp theo là mã số 9 nha mọi người. Mã số 9 ở đây mình có con Vismax Joy 3 máy nguyên zin ha. Vismax Joy 3 máy nguyên zin, RAM 2 bộ nhớ 32GB, hỗ trợ sạc nhanh Type-C, giá của nó là 750.000. Pin 5.000 luôn nha mọi người. Pin cực kỳ râu luôn. Cam trước cam sau là siêu đẹp luôn mọi người. Cam đẹp cực kỳ luôn, cam sâu nè. Và đây là cam trước nha. Đó, cam trước cam sau là bao ok luôn mọi người. Màn hình AMOLED sáng đẹp luôn mọi người ơi. Rất sáng và đẹp nha. Joy 3 RAM 2 bộ nhớ 32GB mã số 9, giá của nó là 750.000 thôi nha mọi người.
750k. Pin 5000 có hỗ trợ sạc nhanh Type C luôn mọi người. Tiếp theo là mã số 10 thì ở đây mình có con Samsung A7 2018 máy ok hết nha mọi người, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Vỏ viền cũng còn khá là đẹp nha. Mật khẩu là chữ L nha mọi người. Cam trước cam sau là siêu đẹp luôn mọi người. Để mình giảm cái độ sáng xuống. Mình có một tay nên thao tác nó hơi khó nha mọi người. Máy ảnh nè mọi người, cam rất là đẹp mọi người. Cam sau nha. Vậy cam trước nè mọi người. Đó, cam trước cam sau rất là đẹp nha. Sim sóng nghe gọi Zalo, Facebook, TikTok thoải mái, RAM 4, bộ nhớ 64GB, màn hình là sáng đẹp không ám ố gì hết nha mọi người. Vỏ viền này có tróc sơn nhẹ ở phần viền nha, còn lại là phần mà vỏ này cũng còn khá là ok mọi người. Giá của nó chỉ có 850.000, mã số 10 nha mọi người. Tiếp theo là mã số 11 thì ở đây Phước có con Realme C11 RAM 2, bộ nhớ 32GB, máy vỏ mới 99%, đẹp ken, pin 5000 nha mọi người. Realme C11 RAM 2, bộ nhớ 32GB, pin 5000, máy đẹp ken luôn. Cam này mọi người, cam rất là nét luôn mọi người, cam xuất sắc luôn mọi người thấy không, cam quá đẹp luôn nha. Realme C11 cam trước cam sau là bao đẹp luôn mọi người, cam nét từng tí một luôn á mọi người, coi cam trước nó sáng chưa. RAM 2, bộ nhớ 32GB nha mọi người. RAM 2, bộ nhớ 32GB, Realme C11 890.000, mã số 11. Tiếp theo là mã số 12 thì đây mình có con Realme C3 RAM 3, bộ nhớ 32GB, cũng 890.000, pin 5000 luôn, máy cũng vỏ mới ken luôn mọi người, đẹp ken luôn nè. Cũng 850.000 thôi nha mọi người. Realme C3 RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Cái này là vết dơ thôi mọi người. Máy sáng đẹp, màn hình bao ok luôn mọi người ơi. Đây cam nè, cam sau mọi người. Và đây là cam trước nha. Đó, cam trước cam sau là quá đẹp luôn mọi người. Realme C3 nha mọi người, máy mới 99%, đẹp không tì vết luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000. Máy rất là đẹp luôn. 890.000, mã số 12. Tiếp theo là mã số 13 thì đây Phúc có cái con Oppo F9 nha mọi người. Oppo F9 này nó bị tróc sơn xíu nha mọi người. Oppo F9 giá của nó là 950.000 nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha. Oppo F9 máy màn hình còn rất là đẹp nha, nguyên zin luôn. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha mọi người. Để mình giảm độ sáng xuống. Oppo F9 RAM 4, bộ nhớ 64GB, giá của nó là 950.000 nha mọi người. Ngoại hình còn rất là đẹp nha. Cam nó mọi người. Cam sau nè mọi người, rất là đẹp nha. Và đây là cam trước. Đó. Đây là miếng bùi với mọi người, miếng dơ thôi nha, chứ không phải là nó bị đốm màn hình đâu, đốm cam đâu. Đây. Cam trước nè mọi người. Đây cam sau nha. Đó, cam trước sau rất là đẹp. Máy vỏ viền còn zin theo máy luôn nha mọi người. Nó chỉ bong tróc sơn đây xíu thôi nè. Còn lại là ok, RAM 4, bộ nhớ 64GB, Oppo F9 giá của nó là 950.000, mã số 13. Tiếp theo là mã số 14, giá của nó là 980.000. Đây là con Mi 8 Lite nha mọi người. Mi 8 Lite máy nguyên zin đẹp cực kỳ luôn mọi người. Vỏ viền kim loại mà còn rất là đẹp luôn nha. Hỗ trợ sạc nhanh Type C luôn, Mi 8 Lite. Cam rất là nét nha mọi người, dòng Mi cam cực kỳ đẹp luôn nè, cam sau nè. Và đây là cam trước nha. Đó, cam trước sau là quá đẹp luôn mọi người. Mi 8 Lite nha. Thông tin máy đó mọi người. Xiaomi Mi 8 Lite nè. Tất cả thông tin đây mọi người. RAM 4 nha, bộ nhớ 64GB, bộ nhớ 64GB. Màn hình là bao sáng đẹp không ám ố. Âm thanh nè mọi người, âm thanh rất là lớn luôn. Lò rất là đã nha. Đó.
Sim sống nghe gọi phải Zalo TikTok thoải mái luôn mọi người, hỗ trợ sạc nhanh tay si luôn nè, mà rõ viền quá đẹp luôn mọi người. Giá chỉ có 980.000 thôi nha, mã số 14 18 like. Tiếp theo là mã số 15, ở đây mình có là con Samsung A50 nha mọi người, máy đẹp cực kỳ luôn. Mất vân tay, còn lại mọi chức năng sẽ ok. Giá của nó là 1.150.000 nha mọi người. Samsung A50 nha, RAM 4, bộ nhớ 64GB, hỗ trợ sạc nhanh tay si luôn mọi người. Cam trước cam sau rất là đẹp mọi người, cam trước nè. Đó. Và đây là cam sau. Cam trước sau rất là ok nha mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha, hỗ trợ sạc nhanh tay si, máy vỏ viền còn rất đẹp luôn mọi người. Chỉ mất vân tay thôi nha, còn lại là ok hết. Giá của nó là 1.150.000, Samsung A50 nha, mã số 15. Tiếp theo là mã số 16, thì đây Phước có là cái con Samsung A02s, giá của nó là 1.150.000, pin 5.000, hỗ trợ sạc nhanh tay si, RAM 3, bộ nhớ 32GB nha mọi người, máy nguyên zin luôn. A02s nha mọi người. Màn hình sáng đẹp không ám ố. RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Cam rất là đẹp mọi người, cam sâu nè. Và đây là cam trước nha. Rất là nét luôn. Giá của nó là 1.150.000 nha mọi người, mã số 16, Samsung A02s. Rồi thì hôm nay có nhiêu đây máy thôi. Anh em nào ok con máy nào cứ nhấc máy gọi cho Phước qua số điện thoại là 0912731033. Cửa hàng nằm ở số 33 Tô Vĩnh Diện, Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. Zalo mua hàng là số Phước vừa đọc 0912731033. Anh em nào gần thì ghé cửa hàng xem máy, anh em ở xa cọc chú giúp Phước 50k Phước sẽ giao máy cho mọi người nha. Hình thức đặt cọc bên shop, anh em cọc bằng kẹt điện thoại hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng đều ok. Hàng bán ra bao cho mọi người xài 7 ngày, trong vòng 7 ngày có vấn đề gì Phước sẽ hỗ trợ đổi trả máy khác cho tất cả anh em nha. Và Phước cũng có hỗ trợ phụ kiện giá rẻ dành cho anh em luôn. Một bộ sạc như thế này chỉ có 60.000 thôi nha mọi người, bao gồm củ sạc và cáp sạc. Có hai sự lựa chọn, một là micro, một là hai là tai si nha mọi người. Mọi người sử dụng máy nào thì cứ lựa chọn cho được phù hợp với con máy mình đang dùng nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Phước ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.